Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày mùng 5 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin sang Việt Nam hun sen ăn canh sườn, đón bạn cũ Xuân Phúc chiều hết cỡ. Vâng, trong thời gian vừa qua, cụ thể là 2 ngày mùng 4 và mùng 5 thì các bạn đã chứng kiến hình ảnh ông Thủ tướng Hun Sen của Campuchia tới thăm Việt Nam với rất nhiều những cuộc đón tiếp long trọng cũng như là ký kết tại Hà Nội. Và thông tin và truyền thông trong và ngoài nước đã cho biết vào ngày mùng 4 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có mặt tại Hà Nội và bắt đầu chuyến công du 2 ngày nhằm giải quyết các vấn đề về biên giới trên đất liền của Việt Nam cũng như với Campuchia. Và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể xem một số trang báo quốc tế đã bắt đầu đăng tải về sự kiện này. Đó là việc Thủ tướng Hun Sen đến Việt Nam giải quyết các vấn đề về biên giới. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 10, 2019. Hôm 4 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến công du 2 ngày nhằm giải quyết các vấn đề về biên giới trên đất liền với Việt Nam. Điều mà một nhà quan sát Campuchia nói là để giúp ngăn chặn các chính trị gia, phe đối lập tận dụng vấn đề biên giới để phục vụ lợi ích chính trị. Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Campuchia đã nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen khẳng định quan hệ Việt Nam và Campuchia là quan hệ anh em gắn kết, bền chặt, không thể tách rời. Ông Hun Sen một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ vô tư trong sáng của Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng cũng như sự trợ giúp trí tình của Việt Nam dành cho Campuchia hồi sinh đất nước ngay khi Việt Nam cũng gặp khó khăn vì bị bao vây cấm vận. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ. Và đây là một động thái của Việt Nam nhằm lôi kéo Campuchia tiến gần hơn với Hà Nội trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng đã chứng kiến hình ảnh mới nhất ngày hôm nay xin chia sẻ với các bạn. Đó là của nhà nghiên cứu Phạm Năm Thắng đã đưa trên trang tweet của mình. Vào lúc 5 giờ 35 phút sáng ngày mùng 10 tháng 10, ngày mùng 5 tháng 10 giờ Việt Nam, Hải Dương 8 đã đi hơn một nửa tuyến khảo sát thứ tư thuộc khu vực khảo sát 4, khoảng cách từ mũi Hòn Lớn, Văn Ninh, Khánh Hòa đến tuyến khảo sát thứ tư này là 94,5 hải lý, tức là khoảng 175 km. Đường khảo sát thứ tư khá gần với đường thứ ba. Và nếu để sát lại thì các bạn cũng sẽ thấy rất rõ về hành hải trình thẳng tắp của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc đang đi rõ vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ tư. Và như vậy là suốt 3 tháng qua họ đã liên tục thăm dò và hải quân của Việt Nam cũng như lực lượng chấp pháp của Việt Nam dường như không thể làm gì được trước người đồng chí Trung Quốc khổng lồ và bây giờ đang xâm lấn Việt Nam hàng ngày hàng giờ. Và điều này cũng khá nguy hiểm cho những người ngư dân Việt Nam làm nghề đánh bắt cá. Nếu đi gần những chiếc tàu như thế này thì chắc chắn sẽ bị tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc đâm chìm hoặc xua đuổi một cách hung tợn. Và thông qua cái chuyến thăm của ông Hun Sen đến Hà Nội thì Việt Nam cũng ký được hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia, được cho rằng có lợi cho Thủ tướng Hun Sen chống lại các chỉ trích về phân định biên giới Việt Nam từ các chính trị gia đối lập khác. Và hình ảnh chúng ta có thể thấy rất rõ thông qua việc này, đây là Việt Nam, Campuchia nhất trí xử lý vấn đề Biển Đông dựa trên UNCLOS. Và đây là điều mà Việt Nam đang được lợi thế và lôi kéo được Campuchia vì sự việc này. Và Việt Nam và Campuchia vào ngày 5 tháng 10 đã nhắc lại lập trường chung về Biển Đông của các nước Đông Nam Á tại và các tuyên bố chung gần đây, trong đó phải vấn đề giải quyết trên UNCLOS. Sự nhất trí này được đưa ra trong tuyên bố chung của Việt Nam và Campuchia sau chuyến thăm và làm việc 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới Việt Nam. Hai bên nhắc lại lập trường của ASEAN về Biển Đông, nêu lại các tuyên bố chung gần đây, đặc biệt là thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52. Hai bên cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông cần sớm được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, viết tắt là UNCLOS, và tuyên bố chung ngày 5 tháng 10. Và đây là thông tin mà chính phủ hai nước đã thông cáo trên báo chí. Và điều đó với Trung Quốc là một sự khó chịu, nhưng với Việt Nam đó là một sự thắng lợi bước đầu của hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia. Nhưng cũng nên nhớ Campuchia là một nhà nước có nhiều đảng phái khác nhau, và đương nhiên đây là một khác với thể chế độc đảng độc tài tại Việt Nam hoặc Lào hoặc là Bắc Triều Tiên hoặc Cuba. Và trước đó thì ông Hun Sen đã từng sang Việt Nam và cảm ơn vì đã được người dân Việt Nam cho ăn canh sườn sau thời gian dài phải hút cháo khi ông đang chiến đấu chống lại Pol Pot. Và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể
xem và ông đã chia sẻ trên báo chí và nói rằng Thủ tướng Hun Sen kể lại lần đầu tiên đặt chân vào Việt Nam cách đây 40 năm. Thủ tướng Hun Sen nhớ lại món canh sườn cách đây 40 năm. Trở lại nơi đặt chân đầu tiên đến Việt Nam 40 năm trước, Thủ tướng Hun Sen nói lúc ấy tôi đến Việt Nam mới được ăn cơm và ông nhắc lại món canh sườn cùng hai nồi cơm mà ông cùng đồng đội đã ăn hết. Tại ấp Hoa Lư, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Thủ tướng Hun Sen cho biết đã 40 năm rồi ông mới trở lại đây. Trong ký ức của ông, hồi đó nơi đây toàn rừng là rừng. Thủ tướng Hun Sen nhớ lại ngày đó, sau khi sang Việt Nam, ông cùng các đồng đội ăn cháo, cất vũ khí rồi mới đến ấp này, gọi là ấp Hoa Lư, đến một căn nhà mái gỗ, tường tre. Ông cùng với 4 đồng đội bước vào nhà, gặp 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Người phụ nữ khoảng 16-17 tuổi, biết nói tiếng Campuchia và chính cô gái này đã dịch cho đoàn. Sau đó tôi vào Việt Nam mà không gặp phải khó khăn nào cả, Thủ tướng Hun Sen kể lại. Một trong 2 người đàn ông dẫn ông Hun Sen đi vào bếp, vào ấp. Đi được khoảng 3-40 mét thì có lực lượng du kích đến, dẫn ông đi tiếp vào trong ấp. Và vào trong ấp Hoa Lư, ông Hun Sen được mời ăn cơm. Đây cũng là lần đầu tiên ông được ăn cơm sau một thời gian dài ăn cháo, Thủ tướng Hun Sen nhớ lại. Ông Hun Sen cũng cho biết do đoàn mang theo ít gạo nên không thể nấu cơm mà phải nấu cháo. Nấu cháo rồi cũng không có thìa để ăn mà phải húp cháo. Ông nói tiếp, ở Campuchia chúng tôi phải ăn cháo, nhưng ở Hoa Lư đêm đó chúng tôi ăn hết cơm nấu trong nồi số 10. Giải nghĩa là nồi số 10 được dùng để nấu cơm cho khoảng từ 10 đến 16 người ăn. Món canh sườn, củ cải rất ngon, 5 người chúng tôi ăn hết cơm trong nồi số 10 là điều không bình thường. Sau đó chúng tôi ăn thêm một nồi số 10 nữa. Đây là chia sẻ thực sự của ông Hun Sen khi quay trở lại Việt Nam nhân 40 năm. Và đây điều này các bạn có thể xem trên cái đường link mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đoạn video này. Và như vậy để các bạn thấy rõ rằng Việt Nam và Campuchia, đặc biệt với Thủ tướng Hun Sen, đã có những mối quan hệ rất sâu và từ lâu. Và đương nhiên với cái tình cảm đó thì ông Hun Sen cũng đã cùng Việt Nam ký kết được một cái biên bản rất quan trọng. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, là hình ảnh ngày 5 tháng 10, tức là hôm nay. Hai thủ tướng chứng kiến lễ ký kết phụ lục bản đồ đính kèm nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Ngày 5 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng chủ trì hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2006-2019. Đường biên giới trên đất liền Việt Nam và Campuchia có chiều dài khoảng 1.245 km, đi qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia, như vậy là rất là dài. Trên cơ sở hiệp ước đã ký kết, hai nước đã triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền từ đầu năm 1986. Tính đến tháng 12 năm 2018, hai bên đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc. Và hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Hun Sen rất vui mừng bê cái tập bản đồ của hai nước sau khi đã được ký ở Hà Nội. Và Việt Nam trước đó thì cũng có mời Lào là một nước chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sang Hà Nội để gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tình hình không được như mong đợi và Lào vẫn im lặng trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và hình ảnh mà chúng ta có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua, đó là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào. Vào chiều ngày 1 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào sang thăm chính thức Việt Nam. Và hình ảnh chúng ta thấy rất rõ như vậy. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng sức rất yếu và thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng ông vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp Thủ tướng Lào. Tuy nhiên thì không có kết quả gì. Và mặc dù Lào đang được Việt Nam xây cho nhà Quốc hội trị giá 100 triệu đô la, nhưng Lào hiện nay cũng là nước được Trung Quốc đầu tư tới hàng tỷ đô la, nên có lẽ vì vậy họ đã im lặng và không phản đối Trung Quốc tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà chúng ta có thể thấy rất rõ trên báo tại trong nước, là báo Lao Động đã đăng về việc Việt Nam xây tặng nhà Quốc hội Lào trị giá khoảng 100 triệu đô la. Đây là công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà khẳng định Bộ Xây dựng sẽ làm hết mình với quyết tâm chính trị cao nhất để làm tốt trách nhiệm mà Đảng, Chính phủ Việt Nam giao cho, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Lào xây dựng công trình nhà Quốc hội mới của Lào, đảm bảo tiến độ đề ra với kiến trúc thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Lào, đảm bảo công năng cho một hoạt động của Quốc hội với chất lượng phục vụ tốt nhất, xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào và là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Và với cái giá trị là khoảng 100 triệu đô la này thì Việt Nam đã tặng cho Lào để xây nhà Quốc hội, và cho đến nay thì chúng ta đã thấy là vẫn xây chưa xong. Và gần đây chúng ta cũng đã chứng kiến và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam có sang Lào để kiểm tra và giám sát công trình này thêm, nhưng dường như cũng đang có cái chậm trễ trong cái việc này. Và cũng thời gian này chúng ta chứng kiến đại diện chính phủ Venezuela cũng theo đường lối của chủ nghĩa xã hội sang thăm Việt Nam, nhưng họ cũng im lặng trước việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Và chúng ta đã thấy hình ảnh rất rõ ràng, đó là vào Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela sáng ngày 30 tháng 9 tại nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp thân mật đồng chí Capello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ. Và ông Capello thông báo với bà Nguyễn Thị Kim Ngân một số nét lớn về tình hình Venezuela, về những khó khăn, thách thức Venezuela đang phải đương đầu hiện nay trong bối cảnh các thế lực chống đối trong nước với sự hậu thuẫn từ bên ngoài liên tục triển khai các chiến dịch bóp nghẹt nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cũng như tìm cách cô lập Venezuela về chính trị để hướng đến mục tiêu lật đổ chính quyền. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rõ. Và trong cái buổi đón tiếp này cũng như toàn bộ những văn bản sau đó được công bố thì không hề nhắc đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc, và họ chỉ sang để bày tỏ quan điểm như vậy mà thôi. Thì đây là một đất nước hiện nay vẫn theo cái thể chế chủ nghĩa xã hội tương đồng với Việt Nam, nhưng đã gặp phải khủng hoảng kinh tế rất lớn và người dân đã rất lầm than. Và như vậy là nhưng đáng hổ thẹn nhất là chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu lực lượng vũ trang Cuba. Ông chỉ xin ngô xong và không nói gì khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và sau đó ông đã ra về. Và đây là hình ảnh rất rõ, và Thủ tướng tiếp Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào ngày 16 tháng 9 năm 2019. Tổng tham mưu trưởng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2019, tiếp Thượng tướng Mira, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực giúp Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong cung cấp lương thực. Đồng chí Cuba với tên là Mira nói tiếp, muốn Việt Nam hỗ trợ chia sẻ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô hiện đạt mức tăng trưởng rất thấp. Để đẩy mạnh canh tác, quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn sàng đất đai từ lâu nay. Quân đội Cuba đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực cho đất nước. Đồng chí mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề nghị này và thông qua bộ chuyên ngành của Việt Nam giúp đỡ Việt Nam, giúp đỡ Cuba. Ở đây là hình ảnh các bạn có thể rất rõ là Cuba đang rất khó khăn về lương thực. Nhưng trong toàn bộ cuộc gặp này thì Cuba cũng không hề nói về việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và cũng không có phản đối bất cứ gì về điều này với quốc tế, cũng như là đưa lên thông cáo báo chí để cho quốc tế biết rằng là sự sát cánh của Cuba với Việt Nam, nhưng họ đã không nói. Và như vậy chúng ta đã chứng kiến dồn dập các cuộc viếng thăm của những người lãnh đạo cấp cao hàng đầu của những nước theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản tương đồng đến Việt Nam, nhưng đa số họ đã ra về trong sự im lặng với khó khăn mà Việt Nam đang phải đương đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Và dự kiến chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ rất trớ trêu khi phải quyết định, đó là cân nhắc đoạn tuyệt với các nước anh em theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, vì họ đã không lên tiếng giúp Việt Nam chống lại sự bành trướng bá quyền Bắc Kinh, mà chỉ còn đặt hy vọng vào sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cựu thù như Mỹ, Pháp, Nhật và các nước dân chủ tự do mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.